Bài số 22, những mẫu câu dùng để đưa ra phán đoán, suy luận. Mẫu ngữ pháp đầu tiên, nananito mieru, nananito mieru, về ý nghĩa dựa trên một căn cứ nào đó để đưa ra một suy đoán, một phán đoán. Nhớ nhé các bạn nhé, dựa trên một căn cứ nào đó để mình đưa ra phán đoán, suy đoán của mình. Về cách dùng, mẫu ngữ pháp này dùng với những suy đoán dựa trên những cái căn cứ mà mình nhìn thấy nhé các bạn nhé. Bởi vì theo đúng cái chữ mía đựng mà chúng ta đã học từ ngày xưa thì mía đựng có nghĩa là có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Nên những cái căn cứ mà mình dùng để suy đoán ấy, thì phải do mình nhìn thấy nhé, mình quan sát bằng mắt. Về cách kết hợp, đứng trước tố mía đựng sẽ là động từ chia về thể futsuke. Và với cái mẫu ngữ pháp này mình có rất nhiều cách dịch, có thể là hình như, có vẻ, trông có vẻ. Ví dụ, asa kara pachinko ni iku nante zuibun hima da to mieru. Từ sáng đến giờ cậu ấy đi chơi pachinko như vậy, chắc là có vẻ sẽ hôm nay khá là rảnh đấy. Đó, mình nhìn thấy cậu ấy đi chơi pachinko đúng không? Nên là mình đoán chắc là hôm nay cậu ấy rảnh. Amari tabenai tokoro o miru to uchi no neko wa kono esa wa suki dewa nai to mieru. Và mình nhìn thấy cái con mèo nhà mình nó hầu như nó không ăn một tí nào. Trông có vẻ, chắc là, có thể, hình như con mèo nhà tôi nó không thích cái đồ ăn này rồi. Đó, mình nhìn thấy như vậy và mình đưa ra cái phán đoán, cái nhận xét như thế. Nhớ nhé các bạn nhé, dựa trên những cái quan sát bằng mắt của mình. Chẳng hạn nhìn ngoài đường có rất nhiều vũng nước, à chắc là hôm qua trời đổ mưa. Đó, hãy nhớ cách sử dụng của mẫu ngữ pháp này. Đứng đằng trước nó chỉ đơn giản là futsuke thể thông thường mà thôi. Mẫu ngữ pháp số 2, nani nani kane nai, nani nani kane nai, và dạng lịch sự của nó sẽ là kane masen. Vậy ý nghĩa, mẫu ngữ pháp này được dùng để biểu thị một việc nào đó không hay, có khả năng sẽ xảy ra. Nhớ nhé các bạn nhé, một việc gì đó không hay, một việc xấu, một việc không tốt, có khả năng xảy ra, có thể xảy ra. Nó đưa ra một cái phán đoán như vậy. Và về cách dùng, sử dụng với ý nghĩa, à nếu suy ra từ trạng thái hiện tại, nếu xét từ cái tình hình hiện tại, thì có thể một cái kết quả xấu nào đó sẽ xảy ra. Nhớ nhé, từ một cái căn cứ, từ một cái tình hình hiện tại thì mình có thể suy đoán ra, à một cái kết quả xấu nào đó sẽ xảy ra. Và mẫu câu này thường nói rõ về nguyên nhân hơn so với cái mẫu câu osore garu. Về cách kết hợp, đứng trước kane nai, động từ chúng ta bỏ đuôi masu đi. Và chúng ta chú ý này, kane nai mặc dù nó ở dạng phủ định nai, nhưng nó lại mang nghĩa khẳng định nha các bạn nhé. Khác với kane mas mà chúng ta học hồi trước, kane mas mặc dù là dạng khẳng định nhưng lại có nghĩa là phủ định, không thể. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ. Uwasa wa dondon hen na hokue hatten shite iki kane nai. Mà tin đồn thì thường có khả năng sẽ dần dần phát triển theo chiều hướng xấu đi. Đó, có thể phát triển theo chiều hướng xấu đi. Daiji na koto wa minna ni soudan shinai to ato de monku wo iware kanemasen yo. Cái chuyện quan trọng mà không bàn bạc với mọi người trước ý, thì sau có thể sẽ bị mọi người mắng, bị mọi người phàn nàn đấy. Đó, một việc không tốt đúng không? Có thể bị mắng. Hoặc nếu mà cứ học hành như thế này thì có thể sẽ trượt đấy. Hoặc nếu mà cứ lái kiểu này thì có thể sẽ gây ra tai nạn đấy. Đó, đưa ra một cái kết quả xấu nào đó có khả năng xảy ra. Mẫu ngữ pháp số 3, nani nani osore garu, nani nani osore garu. Về ý nghĩa, mẫu ngữ pháp này biểu thị một việc xấu nào đó, một việc gì đó không tốt, có nguy cơ, có khả năng sẽ xảy ra. Bởi vì chúng ta để ý cái từ osore vốn có nghĩa là e sợ, lo sợ, e rằng. Thì như vậy, aru là có, vậy mình có thể dịch là có nguy cơ, có khả năng, e rằng sẽ xảy ra một chuyện gì đó xấu, một chuyện gì đó không tốt. Về cách dùng, sử dụng với ý nghĩa có thể có một sự việc nào đó không tốt xảy ra. Và đây là một cái mẫu ngữ pháp rất là trang trọng nên rất hay dùng trong thời sự hay khi mình trình bày, khi mình giải thích, khi mình thuyết minh về một vấn đề nào đó. Về cách kết hợp, đứng trước osore garu, danh từ cộng với no, bởi vì osore là danh từ mà. Động từ chia về thể từ điển vấp ru và động từ chia về thể phủ định vấp nai. Ví dụ, konya kara asuta ni kakete higashi nihon de oame no osore ga arimasu, danh từ đi với no. Từ đêm nay cho tới ngày mai, ở phía đông Nhật Bản có nguy cơ sẽ xảy ra mưa lớn. Ví dụ số 2, kikai de yomitorenai osore ga aru node yubin bango wa hakkiri kaite kudasai. Vì có thể máy sẽ không đọc được, vì nhiều khi máy có thể sẽ không đọc được, nên hãy viết mã số bưu điện cho rõ ràng vào. Đó,
có nguy cơ một việc gì đó không hay sẽ xảy ra nha các bạn nhé. Mẫu ngữ pháp số 4, nani nani mai, nani nani de wa aru mai ka. Và bây giờ với mẫu này chúng ta sẽ chia ra làm hai dạng, một là mai và hai là de wa aru mai ka. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mai. Mai trong trường hợp này nó được dùng với ý nghĩa để đưa ra một cái phán đoán của người nói, có lẽ không, chắc không, đưa ra một việc gì đó có lẽ sẽ không xảy ra, chắc là không xảy ra, dùng với nghĩa phủ định như vậy nhé. Về cách dùng thì mẫu ngữ pháp này không dùng với thể lịch sự và quá khứ, và chủ ngữ thường không phải là ngôi thứ nhất, bởi vì mình dùng để phán đoán mà, thì chỉ phán đoán về một đối tượng nào khác thôi chứ không dùng với bản thân mình. Về cách kết hợp như sau, chúng ta để ý mai nó có nghĩa là phủ định nhé, giống như kiểu nai vậy. Và cách kết hợp của nó đứng trước mai, động từ mình sẽ chia về dạng từ điển vấp rự. Tuy nhiên, động từ nhóm 2 thì chúng ta có hai cách chia. Một là theo đúng quy tắc, vấp rự cộng với mai. Hai, đó là vấp mas sự, chúng ta bỏ mas tự đi cộng với mai. Ví dụ ta bê mas, chúng ta có thể có hai cách ta bê rự mai hoặc ta bê mai. Về động từ nhóm 3 thì riêng cái từ sư rự thì chúng ta cũng có hai cách chia. Một là sư rự mai, hai là sư mai. Tính từ đuôi y, chúng ta bỏ y đi cộng với cự, a rự mai. Tính từ đuôi na, chúng ta bỏ na cộng với đế hoạ a rự mai. Và danh từ chúng ta cộng với đế hoạ a rự mai. Mình nhắc lại một chút nhé. Mai có nghĩa là phủ định, là không. Ví dụ ta có nai là không có, đúng không nhỉ? Sẽ bằng với a rự mai. Hoặc ikanai không đi thì sẽ bằng y cự mai. Về ví dụ của mẫu ngữ pháp này như sau. Bình thường ta có một cái câu mà mình đã học trong sơ cấp, nan do mo keisan shi naoshita no dakara machigai wa nai daro. Vì tôi đã tính đi tính lại bao nhiêu lần rồi nên là có lẽ sẽ không còn lỗi sai đâu. Ta có nai daro, có lẽ không, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ thay nai bằng mai nhé các bạn nhé. Nan do mo keisan shi naoshita no dakara machigai wa aru mai, không có. Nai thì bằng với aru mai các bạn nhé. Hoặc ví dụ số 2, dare mo shinjite kurenai daro ga kore wa hontou no hanashi da. Mình có cái cấu trúc kurenai daro ka, nai daro, chắc là không, đúng không? Mình học ở từ sơ cấp rồi. Chắc là không ai tin tôi đâu, có lẽ không ai tin tôi đâu, nhưng đây là sự thật. Thì bây giờ mình không dùng kurenai nữa, mình sẽ thay nai bằng mai nhé các bạn nhá. Dare mo shinjite kuremai ga kore wa hontou no hanashi da. Có lẽ sẽ không ai tin tôi đâu, nhưng mà đây là sự thật. Nhớ nhé các bạn nhé. Các bạn chú ý cách sử dụng đầu tiên của mai, nó mang hàm ý phủ định, phán đoán, có lẽ không, chắc là không. Nó giống với cái nai daro mà mình đã học từ ngày xưa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cách sử dụng của nani nani de wa aru mai ka, nani nani de wa aru mai ka. Về ý nghĩa, cái mẫu ngữ pháp này dùng để đưa ra ý kiến nhận định cá nhân của người nói. Tôi nghĩ là, tôi cho là, đó, đưa ra những cái ý kiến cá nhân như vậy. Và về cách dùng thì sao? Cái mẫu ngữ pháp này rất giống với cái giả nái, nô đế hoạn nai ca mà chúng ta đã học trong N3, đúng không nhỉ? Tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, chẳng phải là thế này hay sao? Về cách kết hợp, đứng đằng trước, danh từ thì có thể cộng thẳng trực tiếp luôn với đế hoa aru mai ca. Ngoài ra, khi đi với futsuke, thể thông thường thì chúng ta phải thêm no vào nhé các bạn nhé. No de wa aru mai ka. Tuy nhiên vì đi với no nên tính từ đuôi na chúng ta vẫn phải có na nhé. Na no de wa aru mai. Còn danh từ chúng ta cũng thêm na vào. Na no de wa aru mai. Hoặc với một danh từ thì chúng ta không cần thiết là như thế, có thể cộng thẳng trực tiếp luôn với de wa aru mai ka là được. Ví dụ, tanbo ni sumu seibutsu ga hetta no wa noyaku no tsukai sugi ga genin de wa nai ka. Ngày trước trong N3 chúng ta đã học đế hoạn nai cả, già nai, đúng nhờ, chẳng phải là hay sao, đưa ra cái nhận định ý kiến cá nhân của mình. Câu này mình có thể hiểu đó là cái việc mà các loài sinh vật sống ở trong đồng ruộng ý, bị giảm thì nguyên nhân chẳng phải là do mình sử dụng, con người sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật hay sao. Đó, hoặc mình có cách dịch khác đó là tôi nghĩ là do nguyên nhân chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều, đúng không nhờ. Thì bây giờ dùng với đế hoạ aru mai ka nhé. Tanbo ni sumu seibutsu ga hetta no wa noyaku no tsukai sugi ga genin de wa aru mai ka. Đó, nguyên nhân chẳng phải là do chúng ta sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật hay sao. Hoặc tôi nghĩ là nguyên nhân là do chúng ta sử dụng quá nhiều thuốc thực vật.
Trong trường hợp này, đế họa Arumai nó giống với Ujjanai, đế họa Naika ngày xưa chúng ta học, đưa ra những cái nhận định, những quan điểm, cái ý nghĩ của bản thân mình về một cái sự việc đối tượng nào đó. Đúng không? Tôi nghĩ là, tôi cho rằng chẳng phải là thế này hay sao? Mẫu ngữ pháp thứ 5, nani nani ni chigai nai, nani nani ni soi nai. Vậy ý nghĩa, hai mẫu ngữ pháp này được dùng để thể hiện ý nghĩa như sau. Từ những căn cứ, từ những chứng cứ có sẵn thì mình đưa ra những cái phán đoán chắc chắn của mình. Và cái mẫu ngữ pháp này về cách dịch cũng giống như ha dự, chúng ta sẽ dịch là chắc chắn. Bởi vì sao? Ta phân tích kỹ một tí. Chigai hay là soi có nghĩa là sai. Vậy nai phủ định không sai thì nó có nghĩa là chắc chắn. Trong hai cái mẫu ngữ pháp này thì ni soi nai là cách nói cứng hơn, trang trọng hơn so với ni chigai nai. Về cách dùng, đứng ở cuối câu thường là những câu mang ý nghĩa phán đoán nhận định. Tất nhiên rồi, bởi vì giống như ha dự, cái mẫu câu này dùng để đưa ra nhận định, cái phán đoán về một đối tượng nào đó chắc chắn. Về cách kết hợp thì đứng trước ni chigai nai và ni soi nai là futsuke thể thông thường. Tuy nhiên với tính từ bên na và danh từ, mình có thể cộng thẳng trực tiếp luôn với ni chigai nai hoặc ni soi nai hoặc thêm de aru vào. Ngoài futsuke, chúng ta cũng hay bắt gặp đứng trước ni soi nai và ni chigai nai, đó là cái dạng thức đưa ra nguyên nhân nani nani kara ni chigai nai, nani nani kara ni soi nai. Đi với kara này thì đứng trước kara chúng ta cứ chia về thể thông thường. Chúng ta đến với phần ví dụ. Nihon ni 1 nen sundeiru no dakara kare mo sukoshi wa sekatsu ni nareta ni chigai nai. Đã sống ở Nhật Bản 1 năm rồi nên anh ấy chắc chắn, đúng nhỉ, đã ít nhiều quen với cuộc sống ở đó rồi. Tất nhiên rồi, dữ kiện và căn cứ đây là gì? Là sống 1 năm nên mình mới có thể đưa ra cái nhận định, cái phán đoán của mình là chắc chắn. Ví dụ số 2. Kare ga are dake chiyoku shuchou suru no wa nani ka hakkiri shita shoko ga aru kara ni soi nai. Anh ấy khẳng định mạnh đến như vậy thì chắc chắn là anh ấy đã có một cái bằng chứng nào đó rõ ràng rồi. Đó, thì căn cứ đây là gì? Mình thấy anh ấy khẳng định rất là mạnh thì mình đoán là chắc chắn anh ấy có một cái chứng cứ nào đấy rồi. Thì trong cái câu này thấy chúng ta thấy đứng trước ni soi nai đúng không nhỉ? Là kara dùng để một mẫu câu đưa ra nguyên nhân lý do. Vậy cái mẫu ni chigai nai hay là ni soi nai này khác gì so với ha dự? Thì mình chú ý ha dự nó có thể dùng được với những cái suy luận, những cái phán đoán mà nó khác, nó sai so với thực tế. Nhưng ni chigai nai và ni soi nai thì lại không dùng được như vậy. Ví dụ thế nào là những cái mẫu, ví dụ thế nào là việc mình phán đoán sai so với thực tế? Chẳng hạn như câu này: vì anh ấy sống ở Mỹ nhiều năm nên tôi chắc chắn anh ấy giỏi tiếng Anh, nhưng sự thật thì anh ấy chả giỏi một tí nào. Đó, trong những cái câu mang hàm ý chắc chắn là như thế này nhưng sự thật lại khác thì chúng ta chỉ dùng được ha dự thôi, chúng ta không dùng được ni chigai nai hoặc ni soi nai. Mẫu ngữ pháp thứ 6, nani nani ni kimatteru, nani nani ni kimatteru. Về ý nghĩa, mẫu ngữ pháp này thường được dùng để đưa ra những cái phán đoán chủ quan của bản thân mình. Đưa ra phán đoán gì? Đó là cái việc gì đó, một việc gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Ta lại thấy chắc chắn, cũng giống như ni chigai nai, cũng giống như ha dự. Thì lát nữa mình sẽ xem là cách dùng của nó có gì khác. Và ni kimatteru này, đây là một cái ngôn ngữ nói rất hay dùng trong giao tiếp. Về cách dùng, khác với ni chigai nai dựa vào những chứng cứ để phán đoán, thì ni kimatteru là cách nói mang tính chủ quan, trực cảm của người nói hơn. Đó, mình nghĩ gì mình nói như thế. Cũng chưa có một cái căn cứ chắc chắn nào giống như kiểu ni chigai nai. Và thêm một cái ý nghĩa đó là ai thì cũng đều sẽ nghĩ như vậy thôi. Ví dụ, konna hadena iro no okashi karara ni warui ni kimatteru. Cái thứ bánh kẹo màu sắc sặc sỡ như thế này là chắc chắn có hại cho sức khỏe. Thực ra mình cũng chưa có căn cứ gì đâu, nhưng mình đưa ra cái nhận định như thế thôi. Từ những cái hiểu biết của mình đưa ra cái nhận định như thế thôi, mang tính chủ quan của mình. Và hầu như ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Hoặc chúng ta có thể đặt thêm một số ví dụ khác, chẳng hạn Betonamu chimu wa yushou suru ni kimatteru. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ thắng. Thực ra là mình cũng chưa có căn cứ nào cả đâu, nhưng mà mình tin là như vậy, nó mang tính chủ quan nhá, nên mình sẽ dùng với ni kimatteru.